Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Lễ chúc mừng tân chủ nhận chức, đúng là vui thật, nhưng mà ta thậm chí còn không quen với tông chủ mới. Một người không có căn cơ như vậy, thật sự có xứng đáng hay không? Ngươi cũng đâu quen tông chủ cũ. Nhiếp Ly có tài đức gì, cho dù là Tư đồ Bắc Viêm cũng thích hợp hơn hắn nhiều. Nếu như là năm vị cự đầu đều lên tiếng, cũng chỉ có thể chấp nhận. Ta ngược lại muốn xem thử người trẻ như hắn đây sao có thể giữ vững được Vũ Thần Tông. Tất cả các đệ tử của Vũ Thần Tông, căn cứ theo tu vi của mình, đều có thể nhận được 10 viên đan dược. Một viên đan dược này có thể để cho đệ tử bình thường bước vào thiên tinh cảnh, mà trên thiên tinh cảnh có thể tăng lên mấy tầng tu vi. Ngoài ra, mỗi một đệ tử ở cảnh giới thiên truyền đều có thể lấy được một con yêu linh long huyết cấp trưởng thành. Mà long đạo cảnh, mỗi người đều có thể lấy được một con yêu linh long huyết thần cấp trưởng thành. Ta vừa mới dùng linh dược, bình cảnh nhiều năm không thể nào đột phá đã bị ta đột phá rồi. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, tu vi của ta đang trực tiếp thăng lên một giai đoạn. Đây chính là huyết thống long tộc. Ơi, Vũ Thần Tông chúng ta vô địch rồi. Bây giờ đã dùng hay chưa? Dùng rồi, tu vi đột phá tam trùng. Có thể lấy được một viên linh dược, đột phá lên một cấp. Lấy thêm 10 linh dược, đột phá lên cảnh giới thiên truyền cảnh, thì có thể lấy được yêu linh long huyết trưởng thành. Đạt đến long đạo cảnh thì có thể lấy được 3 thánh dược mạnh hơn và yêu linh long huyết thần cấp. Còn về kẻ thông đồng với kẻ địch giết không tha. Ơi, không biết là thánh dược của tông chủ là vật gì, tu luyện là được. Tóm lại, tông chủ thiên thu vạn đại, thống nhất thiên hạ. Chỉ cần tu luyện nhanh thì có thể lấy được càng nhiều linh dược hơn nữa, thì có thể tu luyện càng nhanh hơn. Các ngươi đừng bỏ rơi ta. Sơn môn của thần tông đóng kín rất lâu rồi. Lộ tuyến của chúng ta cũng đã bật vô âm tín. Rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì? Nhiếp Nỉ, dựa theo dặn dò của người, ta phái 100 cường giả long đạo cảnh cho Đỗ Trạch, 200 cho Ngưng Nhi và Tử Vân, hơn 600 tinh anh của Vũ Thần Tông, đồng thời đưa đi rất nhiều đan dược và yêu linh để bọn họ thăng cấp thực lực. Các tông môn lớn tương lai đều sẽ có thể có thế lực của chúng ta. Biết rồi, tu vi của các người tăng lên thế nào? Thánh dược của người thật là lợi hại, chúng ta đều đã đột phá đến long đạo cảnh. Cũng tệ, Nhiếp Nỉ, ngươi chuẩn bị lúc nào? Động thủ với yêu thần tông. Động thủ với yêu thần tông. Ta lúc nào nói là sẽ động thủ với yêu thần tông? Ủa. Những năm này, yêu thần tông lúc nào cũng đều nghĩ đến việc làm thế nào để diệt vũ thần tông của chúng ta. Bây giờ chúng ta mạnh rồi, làm sao có thể chứa chấp yêu thần tông? Các ngươi vội cái gì? Vũ thần tông của chúng ta là tông môn yêu hòa bình. Người không phạm ta không phạm người. Chúng ta không chỉ không đi xử lý bọn họ, còn để tất cả đệ tử ngoại tông quay về tông môn. Chỉ cần yêu thần tông không phạm đến chúng ta cũng sẽ không quan tâm. Trước tiên bế quan 5 năm rồi tính sau. 5 năm, chúng ta sở hữu nhiều linh dược và thánh dược như vậy, sau 5 năm sẽ không phải là... Thời gian đối với vũ thần tông mà nói càng quý giá, ngoại trừ bản thân tiếp tục tu luyện thiên đạo thần quyết. Nhiếp Ni cũng bắt đầu điên cuồng truyền dạy các loại công pháp đỉnh cấp cho những tinh anh bên cạnh. Sức mạnh khủng bố đang còn ngang tàng quật khởi ở trong Long Hư giới vực, mà các tông môn lớn khác đều đã hoàn toàn chưa biết. 6 tháng sau, thần trì xung quanh của Vũ Thần Tông đều bị Nhiếp Ni thu đi. Bây giờ Vũ Thần Tông đã biến thành một tông phái cực kỳ thần bí, tất cả tông môn đều không lấy được bất cứ tin tức nào của Vũ Thần Tông. Hình như tất cả thương hội của Long Khư giới vực đều đang còn điên cuồng tìm kiếm các loại dị bảo quý giá, yêu linh long huyết cho Vũ Thần Tông. Mà ai cũng biết được Vũ Thần Tông mua những thứ này để... Không biết được Vũ Thần Tông mua những thứ này để làm gì? Tại sao Vũ Thần Tông lại có tài lực kinh người đến như vậy? Tu vi của Nhiếp Ni đã đột phá đến Long Đạo Cảnh Tam Trùng. Đệ tử dưới trướng đã đạt đến
Long đạo cảnh là hơn vạn người. Vũ Diệm nữ thần đã đạt đến võ thần tông, đã đạt đến võ tông cảnh tam trùng. Còn về Kim Đản, lượng thức ăn càng lúc càng lớn, tu vi của hắn đến ngay cả Nhiếp Ly cũng không thể nào cảm nhận được.